Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Trung tá Ca So Hợp Bờ Khắp vào ngày 30 tháng 8. Theo đó, Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Trung tá Ca So Hợp Bờ Khắp, trưởng Công an thị xã Ayun Ba, giữ chức phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trung tá Ca So Hợp Bờ Khắp, 40 tuổi, có tên thường gọi là Ca So Phước Hà, quê ở xã Irot, huyện Iba, tỉnh gia lai. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc công an tỉnh, trung tá Ka So Hờ Bơ Khắp đã công tác tại công an thị xã Ayun Ba 16 năm, trong đó có 8 năm giữ chức vụ phó trưởng công an thị xã Ayun 3 ba năm giữ chức vụ trưởng công an thị xã Ayun Ba. Từ năm 2016 đến năm 2021, trung tá Hờ Bơ Khắp là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh gia lai trung tá caso hờ bơ là cán bộ trưởng thành từ cơ sở kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân lập nhiều thành tích xuất sắc nổi bật